vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Đông ơi, em biết á, hình như là cô mới đi miền Tây về đúng không cô? Không biết là cô có quà gì cho em không nữa? Dạ, sao mà Hương biết hay quá vậy? Cô định bí mật tặng quà cho Ngọc Hương, nhưng bây giờ bí mật đã bị bật mí rồi. Đây, đây là quà cho Ngọc Hương. À, cái gì vậy cô? Em mở thử ra. Ừ, em nghĩ chắc là một món rất là đặc biệt đây. À, cơm, rất là thích nha. Mà cô ơi, cô có quà cho em thì em cũng có quà cho cô đó. Hồi sáng em đi chợ, em thấy hạt sen tươi ngon quá, em định mua về nấu chè hạt sen. Không biết là cô có thích hạt sen không cô? Cô thích chứ. Thế này, giữa món cốm mà cô tặng cho Ngọc Hương cùng với món sen mà Ngọc Hương tặng cho cô có một sự trùng hợp đến kỳ diệu. Và chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta có thể kết hợp giữa hai món quà sen và cốm thành một món ăn ngon trong tích tắc. Đó là món chay cơm sen cốm. Để thực hiện được món cơm sen cốm, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 2 chén cơm nguội, 50g hạt sen tươi luộc chín, 30g cốm chiên giòn, cà rốt, đậu bi xanh, nấm hương, thêm hành bơ rô cùng các gia vị và nước tương Lisa. Mà cơm này là mình sử dụng cơm nguội hả cô? Đúng rồi Ngọc Hương ơi, khi chiên cơm chúng ta phải chiên cơm nguội thì mới ngon, nhất là cơm chúng ta nấu bằng nước dừa tươi hoặc nước dùng thì hạt cơm của chúng ta khi chiên sẽ mềm hơn, hạt gạo bóng và thơm hơn nữa. Dạ, quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ nấu cơm với nước dừa hoặc nước dùng để khi chiên cơm thì cơm sẽ ngon hơn. Cô Đông ơi, bây giờ thì mình làm cái gì trước hả cô? Trước tiên chúng ta sẽ hòa gia vị với nước lọc. Chúng ta sẽ sử dụng 1/5 muỗng muối, 1/2 muỗng đường và 1/2 muỗng Ajinomoto. Ngọc Hương hòa dùng cô đi. Dạ. Sau khi hòa tan, chúng ta sẽ trộn đều nước gia vị này vào cơm. Mà cô Đông ơi, cho Ngọc Hương hỏi tại sao mình phải hòa gia vị trước rồi mình trộn vào cơm vậy cô? Vì khi chúng ta hòa toàn bộ gia vị vào cơm thì khi chiên cơm, hạt cơm của chúng ta được thấm đều gia vị chắc chắn là sẽ ngon hơn. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ hòa gia vị trước, sau đó trộn vào cơm. Như vậy khi chiên cơm thì hạt cơm của chúng ta sẽ thấm đều gia vị. Em rưới ra nha cô. Rưới vào cho cô. Dạ. Rồi, xong rồi đó cô Đông. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước tiếp theo là chúng ta chế biến. Chúng ta sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng chúng ta cho baro vào phi cho thơm. Các bạn nhớ chúng ta sẽ chắt ra 1 cái muỗng dầu đã được phi baro để tí nữa chúng ta chiên cơm. Chúng ta cho toàn bộ nguyên liệu gồm có cà rốt, bi xanh, hạt sen, hem chay và nấm hương vào đảo đều và nêm với 1/3 muỗng muối, 1/2 muỗng Ajinomoto và chúng ta xóc cho đều. Đúng là trong tích tắc luôn đó cô Đông. Ngọc Hương có thấy đẹp không? Dạ, rất là nhiều màu sắc, đương nhiên là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chút toàn bộ nguyên liệu này ra một cái đĩa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho 1 muỗng canh dầu đã phi baro lúc nãy trở lại để chúng ta rang cơm. Cho dầu nóng và chảo đã nóng đều, chúng ta cho toàn bộ cơm đã trộn gia vị vào. Và chúng ta sẽ đảo đều lên. Các bạn nhớ khi chiên cơm chúng ta để lửa nhỏ, bao giờ cơm cũng rất là ngon. Ngọc Hương cho nhỏ lửa lại cho cô. Dạ. Cô ơi, em thấy món cơm sen cốm này mình trải qua cũng nhiều công đoạn cô ha. Tức là mình phải xào rau củ quả riêng nè. Bây giờ thì cô nói là mình phải rang cơm hay là chiên cơm riêng nữa? Chúng ta chiên cơm riêng như thế này thì hạt cơm của chúng ta sẽ săn lại, vẫn mềm, có độ bóng. Và khi chúng ta trộn toàn bộ nguyên liệu mà chúng ta đã xào đây thì nguyên liệu của chúng ta giữ nguyên được màu rất đẹp và không bị bể nát. Với lại những nguyên liệu như vậy thì làm cho món ăn của chúng ta đúng với tên là bữa ngon xanh mát luôn. Đúng rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ cho 1/2 muỗng canh nước tương Lisa. Khi nước tương đã thấm đều phủ trên mặt những hạt cơm thì chúng ta sẽ cho toàn bộ nguyên liệu đã xào. Ngọc Hương thấy món cơm của chúng ta bây giờ đã rất thơm và đẹp nữa, có đúng không nào? Dạ, có đầy đủ màu sắc luôn cô. Màu xanh của đậu bi nè, màu của cà rốt, màu của hạt sen. Và món cơm này ngon quá cô ơi. Cuối cùng chúng ta sẽ cho một chút hạt tiêu và tắt lửa. Wow, chỉ trong tích tắc là chúng ta đã có món cơm sen cốm rồi.
cô Đông ơi, Ngọc Hương thấy món này là cơm sen cớm, nhưng mà từ đầu cho tới bây giờ Ngọc Hương không có thấy cô bỏ cớm vào trong cơm á cô. Vì nếu chúng ta cho cốm vào trước thì cốm của chúng ta sẽ không còn giòn và không còn giữ được màu xanh như thế này nữa. Sau khi chúng ta chiên cơm xong, cuối cùng chúng ta sẽ rải đều lên cơm. Đĩa cơm của chúng ta rất duyên dáng và rất hấp dẫn. Đó, Ngọc Hương có thấy không nào? Đây, mời Ngọc Hương dùng thử xem món ngon trong tích tắc. Cảm ơn cô. Một ít nước tương đậu nành Lisa nữa. Đúng rồi, em phải ăn kèm với nước tương Lisa và mấy lát ớt thì Ngọc Hương sẽ thấy rất ngon. Cảm nhận đầu tiên á là cơm á thì giòn, hạt sen á thì bùi bùi, cơm thì thấm đều gia vị. Tóm lại món này á, em nghĩ á không phải món chay đâu cô, rất là ngon luôn đó. Đúng vậy đấy Ngọc Hương, món này tuy nguyên liệu đơn giản nhưng vẫn đáp ứng được sự ngon miệng và bổ dưỡng cho cơ thể. Điều quan trọng nhất là cách chế biến rất nhanh gọn, không rườm rà. Và hy vọng món cơm sen cốm ngày hôm nay các bạn sẽ hài lòng và chúc các bạn thành công. Quý vị khán giả thân mến, đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Đông xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.